Em xin trân trọng kính chào quý khán giả và các cô chú bác thân mến, cũng như các bạn thân mến. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ở bên Mỹ là ngày 21 Tây rồi đó các bạn. Bên Việt Nam là sáng thứ hai, là khoảng 6 giờ sáng thứ hai là mỗi ngày làm việc chiếu cái video này. Thì lời đầu tiên em mời quý vị khán giả một miếng cà phê nha. Nhưng mà em cà phê thì em uống rồi, tại hồi sáng em đi đi sớm, sẵn đi ngang qua cái khu bán cà phê đó, thì em mua cà phê luôn. Đây nè các bạn, uống hết mớ rồi nè đó. Thì uống cho nó tỉnh, cho nên không em không có chờ lại tới đây mà mời. Bây giờ em là uống rồi thì em cũng mời các bạn một miếng cà phê nha. Em xin mời. Đã lắm á các bạn. Không có gì bằng mà sáng sớm mà có được những giọt cà phê vào trong người ha. Các bạn biết không, hôm nay em có cái bánh này nè. Đố các bạn là bánh gì nha. Ta-da! Đố các bạn bánh gì. Bánh gì nha, bánh này bánh gì. Bánh này là bánh ăn vô khè lưỡi, vô khè lửa, tức là bánh cay đó các bạn. Ngon lắm á. Lâu lâu mà có vị mấy miếng bánh lạ lạ chút chút nha. Bây giờ ở khu này cái gì nó cũng có hết các bạn. Ngon, kỹ năng tiếp. Ăn bánh cay uống miếng cà phê vô cũng ngon các bạn. Đó. Thì hôm nay là Chủ nhật rồi. Lần nữa có nhiều cô chú bác rồi vẫn hỏi tại sao lâu nay không có chịu quay video, đăng video. Thì thật sự ra mọi cái video là đăng mỗi ngày, mà tại các cô bác không có kiểu như là bấm cái mà cái chuông á, cho nên không có hiện ra. Thì sẵn đây em chỉ cho các bạn luôn nha. Để em kiếm cái em chỉ cho các bạn bấm cái đăng ký cho các bạn biết. Ok. Đây là giờ em chỉ cho các bạn nha. Ok, thí dụ như cái này là cái thí dụ như cái này là cái kênh của em đây. Rồi. Unsubscribe. Tức là cái kênh này của em. Thì bây giờ là mình vô đó là mình thấy cái chữ đỏ phải không? Đó, mình thấy cái chữ đỏ ha. Đỏ này á, tức là chưa có đăng ký thì bấm vào cái chữ đỏ. Đó là đăng ký. Chữ đen là đăng ký rồi nha các bạn. Cái giờ mình bấm vào cái chuông cái nữa. Thì thấy cái chuông này nè, mình bấm vô cái chữ O đó, tức là cái dấu mà đen đen, cái chuông đen đen nó bấm vô đó. Đó, màu đen đó hiện lên gì đó. Tức là những gì mà em đăng thì khi mà bấm cái chuông hiện lên màu đen gì đó là những gì em đăng đó. Thì là các cô chú bác sẽ thấy, nó YouTube nó sẽ thông báo. Tại có nhiều người bấm cái chữ đỏ thôi, tức là bấm đăng ký thôi nhưng mà không bấm cái chuông. Các bạn nhớ ha, đó cái chuông này là cái chuông màu đen nha, nó có chính giữa là chuông trắng, còn cái chuông mà gạch ra cái là không có báo gì hết ha. Còn mình bấm vô cái chuông nè, chuông chuông đen, chuông đỏ, chuông đen đó đó, trên đầu hết đó. Đó là tất cả cái gì thì sẽ được em đăng lên cái gì đó thì các bạn sẽ nhận được cái thông báo của từ cái kênh của em ha. Thì đó các bạn, các cô bác nhớ nha, chứ các cô bác cứ gọi giờ hỏi, cứ bình luận hỏi sao không giờ không đăng video lâu quá không không thấy lộc lê, thì cái đó là lý do là các bạn không có chịu bấm vô cái chuông. Các cô chú bác bấm đăng ký rồi nhưng mà không chịu bấm cái chuông thì nó sẽ không có phát ra. Thì cái đó là cái sự việc là như vậy. Thì hôm nay em có vài cái tin rất là vui, em muốn chia sẻ cho các bạn. Cái tin vui thứ nhất về nói về chị cuốn sách viết về chị Phi Nhung nha. Thì cái cuốn sách mà viết về chị Phi Nhung á là sẽ được phát hành vào ngày 28 28 tây tháng 9 nha các bạn. Thì có một số người kỳ rồi đó là hỏi em mua sách này như thế nào. Thì hôm nay thì bên bên tác giả, bên nhà sản xuất đã cho biết cách mua nhưng mà chưa có biết giá nha các bạn. Thì cái sách này á là An Emissary from Heaven, Độ Sen Vàng Tỏa Ngát. Chắc cái này là cuốn sách tiếng Việt đây các bạn. Bình Tịnh Bình Phi Nhung Tịnh Độ Sen Vàng Tỏa Ngát Hương Cam Bình Bình Cam Lồ Nước Nhành Dương Cứu Đờ Phi Thưởng Dạo Bước Rong Chơi Phi Thường Dạo Bước Rong Chơi Nhung Về Với Phật
Thảnh thơ cõi lòng. Wow, hay quá các bạn. Bài thơ Tịnh Bình Phi Nhung nhưng mà sẽ làm thành 4 câu thơ rất là hay nha. Em xin đọc lại nha. Tịnh độ sen vàng tỏa ngát hương, bình cam lồ nước nhành dương cú đờ, phi thường dạo bước rong chơ, nhung về với Phật thảnh thơ cõi lòng. Nhung về với Phật thảnh thơ cõi lòng. Wow, hay quá. Thì cái cuốn sách Đại Đặc Sứ Thiên Đường này là do viết bởi Michael Arnold và Queenie Nguyễn, sắp được phát hành. Và cái này được hiệu đính bởi Sakshi Shiorawa và Daniel Sparrow từ đội ngũ Metro Rider. Ok. Thì cái bản tiếng Anh này đây là sẽ được phát hành quốc tế trên trang mạng Amazon nha các bạn. Amazon vào ngày 28 tháng 9, ngày giỗ đầu của chị Phi Nhung đó. Thì cái sách này đây, sách có các định dạng bìa cứng, bìa mềm và ebook sách điện tử. À, tức là có mấy loại sách luôn các bạn. Tức là có bìa cứng, rồi bìa mềm và cái ebook tức là mình mua bằng cái sách mà điện tử á các bạn. Tức là mình mua cái sách điện tử rồi mình lưu vào trong cái điện thoại, mình cứ lật qua mình coi, đó là sách điện tử. Thì ở Việt Nam thì ấn bản tiếng Anh sẽ được xuất bản với sự hợp tác cùng Sài Gòn Book. Độc giả có thể đặt trước trên cả hai nền tảng Amazon và Sài Gòn Book nha các bạn. Ở Việt Nam thì nó có cái Sài Gòn Book, thì Sài Gòn Book thì em không có biết, nhưng mà Amazon thì em biết. Thì vào ngày 28 tháng 9 này thì các bạn có thể đặt mua ở trên đó, nhưng mà cái giá thì hiện nay thì bên nhà ấn thì chưa có biết được cái giá. Và vài tuần sau khi sản xuất cái sách mà tiếng Anh thì sẽ sản xuất sách tiếng Việt gọi là Tịnh Bình nha các bạn. Ấn bản tiếng Việt sẽ được Sài Gòn Book phát hành tại Việt Nam sau ấn bản tiếng Anh một thời gian ngắn. Ngày và giá chính xác sẽ được thông báo. Chúng tôi cũng đang lên kế hoạch cung cấp ebook sách điện tử, song ngữ và các ấn bản khác trong tương lai. À, tức là họ đang muốn làm thêm cái sách điện tử 2 tiếng. Ở trên thì có thể là tiếng Mỹ, ở dưới là dịch ra tiếng Việt nha các bạn. Như vậy thì nó sẽ dễ hơn. Mình khỏi cần mua 2 quyển, mua 1 quyển nhưng mà sẽ vừa có tiếng Anh vừa có tiếng Việt. Mà là ebook thôi nha các bạn, tức là electronic book. Thì là mình mua cái sách này là chỉ dùng chỗ mạng mới coi được thôi, chứ không phải là cuốn sách cầm tay ở ngoài nha các bạn. Thì toàn bộ lợi nhuận bán sách được dành cho quỹ Phi Nhung Forever là do Wendy Phạm sáng lập. Chúng tôi tham vấn ý kiến của Wendy trong suốt quá trình lên kế hoạch và viết sách. Tất cả giai đoạn của dự án cũng như nội dung sách đều qua sự đồng thuận của Wendy. Tức là khi mà trong cuốn sách này đã ghi về cái gì đó, đều có sự đồng ý của Wendy viết trong đó, những cái nội dung trong đó nha các bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đăng thêm thông tin bao gồm thiết kế sau cùng cho bìa sách từ nay đến cận ngày phát hành. Wow. Đó. Tức là bên tác giả đã có liên lạc với Wendy và trong cái nội dung sách này là đều có sự đồng ý của Wendy. Tất cả giai đoạn của dự án cũng như nội dung sách đều qua sự đồng ý, đồng thuận với Wendy, có gì khác nhau không ta? Đồng thuận tức là mình cùng quan điểm, còn đồng ý là mình chấp nhận. À, em cũng không hiểu tiếng Việt nó bào là quá. Thì nói chung là cuốn sách này sẽ phát hành vào ngày 28 tây tháng 9. Wow, sắp sửa rồi. Hôm nay là ngày 21 rồi, còn khoảng đâu 5 tuần nữa thôi các bạn. Là giáp năm của chị Phi Nhung rồi, chết rồi. Trời ơi. Đó là một cái tin vui thì cho các bạn sẽ sở hữu. Thì một lần nữa máy bay ở đây là cái khung này, máy này sân bay nha các bạn, cho nên nó bay xuống nó hơi ồn, tới bay lên bay xuống nó hơi ồn. Thì một lần nữa là ai yêu thương chị Phi Nhung thì hãy để dành cho mình, hãy mua tặng cho mình một cuốn sách. Nếu như mình không biết tiếng Mỹ thì mình có thể chờ thêm vài tờ sau thời gian phát hành, là tức là có lẽ là cỡ tháng 10, tháng 11 vào cái thời điểm cuối năm thì sẽ phát hành tiếng Việt gọi là Tịnh Bình. Còn tiếng Mỹ là An Emissary from Heaven, tức là đặc sứ thiên đường đó các bạn. Tạm dịch là đặc sứ thiên đường. Thì ai mà hiểu được tiếng Anh hoặc là muốn sở hữu hai cuốn luôn cũng được. Tại vì những ngày mình mua đó, mình vừa được là kỷ niệm cho mình mà vừa được giúp đỡ cho Wendy trong cái sự nghiệp
từ thiện của mẹ mình, của mẹ của Wendy, tức là chị Phi Nhung đó. Thì cái đó là hai cái lợi nha các bạn, hai cái lợi đó. Thì tất cả chi phí mà được cái tiền lời trong cuốn sách đó, chẳng hạn như cuốn sách là bán 400 ngàn đi, thì cái tiền chi phí là 300 ngàn, còn cái tiền lời đó, trừ cái tiền chi phí 300 ngàn nó còn tiền lời 100 ngàn, thì 100 ngàn đó đó thì sẽ vào quỹ, chứ không phải bán hết 400 ngàn là 400 ngàn nó được đi vào quỹ quỹ nha các bạn. Thì cái đó là cái tiền lời, profit là tiền lời đó. Thì chứ không phải là mình mua hết 400 ngàn là 400 ngàn bay vào cái quỹ của chị Phi Nhung, của Wendy đâu nha. Tức là một tiền trừ chi phí ra hết thì những cái tiền lời trong đó sẽ bay vào trong cái quỹ để cho Wendy thực hiện cái tiếp nối cái sự nghiệp, không phải cái sự nghiệp mà là cái hành trình từ thiện của mẹ mình, của mẹ của Wendy, tức là chị Phi Nhung. Đó là cái một cái tin rất là vui cho các bạn. Sắp sửa rồi, 5 tuần nữa thôi nha. Thì giống như hồi nãy em có nói đó, có một số bình luận đã bình luận vào trong cái clip mà lúc trước em có làm về cuốn sách này nè. Hỏi em là mua ở đâu thì lúc đó em cũng chưa có biết. Thì bây giờ thì đã có kết quả rồi, thì là mua trên Sài Gòn Book, tại Việt Nam ở Sài Gòn Book. Còn ở khắp nơi ngoài Việt Nam ra đó thì mình có thể mua ở Amazon. Amazon là một trong những công ty mà đứng đầu của nước Mỹ nha các bạn. Công ty đứng đầu của nước Mỹ đó, là một trong những công ty đứng đầu đó, là không phải là dạng thường nha, tức là dạng phải nói là rất là giàu có. Và người CEO của Amazon này đó cũng là một trong những 10 người giàu nhất thế giới luôn. Đó là lợi hại chưa? Rồi, bây giờ thì mình qua tới những cái thông tin nha các bạn. Hiện nay thì hôm qua thì em có thấy cái bài của bên sở cảnh sát ở dưới Irvine đã thông báo. Thì cái này là cho những người cư dân ở Mỹ. Hiện nay bây giờ những cái người mà bị theo dõi, ví dụ như mình, những cái tội phạm đó các bạn biết không? Họ canh những cái nhà ngân hàng mà họ coi ai rút tiền đó, rồi họ đi theo về nhà họ cướp. Thì bây giờ cái tình trạng đó nó rất là xảy ra rất là nhiều. Giống như kỳ rồi em có đưa một cái đoạn video trên Facebook đó, là có một ông người không biết người Phi hay người Trung Quốc gì đó, thì nói chung là có nhìn Á Châu, em quên cái hình như là người Phi. Thì người Phi là người Islander nha các bạn, chứ không phải là Á Châu. Islander là người đảo hay gì đó, thì em nhớ không lầm là gì. Thì cái ông người Phi này đi dây ngân hàng rút tiền thì bị người ta đi theo tới nhà luôn cướp đó. Thì bây giờ cảnh sát đã cảnh cáo cho những người đi rút tiền, khi mà mình rút tiền thì mình nhớ như mình vô bên trong á thì mình nhớ cẩn thận, mình cất kỹ đàng hoàng rồi mình mới bước ra ngoài, chứ đừng có để cho người ta thấy mình cầm cọc tiền theo. Thì có gần đây nhất có một người cầm đi vô rút 10.000, cầm ra thấy cộn cả hay sao thì không biết như thế nào, nhưng mà đã bị người cướp đó đã đi theo và cướp. Thì cảnh sát căn dặn mình như vậy nè: cái thứ nhất là mình lấy tiền mình phải cẩn thận, mình phải bỏ cất đàng hoàng rồi mình mới đi. Rồi sau đó khi mà mình trên đường mình đi về nhà đó thì mình nhớ nhìn qua nhìn lại coi có chiếc xe nào đi theo mình hay không. Nếu như mình để ý chiếc xe nào mà cùng một xe mà đi theo mình tới nhà, mình cứ quẹo trái quẹo phải gì đó, đừng khoan về tới nhà đã, mà xe đó vẫn đi theo mình á, thì mình hãy gọi ngay cho cảnh sát nha. Thì cảnh sát đã thông báo như vậy, cảnh giác nhưng cho mình như vậy rồi đó. Thì bây giờ cái nạn đi cướp họ đi theo từ ngân hàng đi về nhà, họ cướp tại nhà nhiều lắm các bạn, cho nên mình phải cẩn thận cái chuyện đó. Thì mình thấy cái gì mà nghi thì mình cứ gọi cảnh sát liền nha. Bây giờ nó rất là nhiều, nó gọi là ban jogging, là nó theo dõi đó các bạn. Và cái thứ hai đó là đừng bao giờ để tiền trong xe, khi lấy tiền trong xe thì sẽ bị mất. Bây giờ họ hay lắm, mấy người cướp bây giờ họ rất là kinh khủng và họ rất là tinh vi, cho nên bên cảnh sát cũng đã cảnh cáo đó các bạn. Thì hãy nên cẩn thận nha, họ đập kiến xe, họ vô hay lấy đồ tùm lum hết. Với lợi nhất là những người mà đi du lịch qua bên đây nè, họ cứ nghĩ là bên Mỹ này nó không có đập kiến xe. Thực sự ra khi mình đi du lịch qua đây đó, hay là mình đi bằng xe nhà, hay là những mình thuê xe dịch vụ hay là đi taxi gì đó, mà taxi nó đâu nó chở mình tới đó, cái nó dụng mình đó, nó đâu để cho nó đâu chờ mình. Thì nói chung là mình đi qua đây, những cái hành lý của mình hay gì đó, mình khi mình có vô nhà hàng ăn hay gì đâu thì mình phải cẩn thận, để túi xách trong xe hay này nó rất là cẩn thận, nguy hiểm lắm, họ có thể đập cái kính xe. Tại nhiều khi trong cái bóp đó mình nghĩ ô trong bóp đâu có gì đâu quan trọng, nhưng
thí dụ như cái bóp đó là không có quan trọng gì trong đó, mà cái bóp đó mình mua cái mấy đô mấy đồng là cái mình để ngang trong xe, mà trong khi đó cái kiến xe này nè nó mấy trăm đô đi, người ta đập người bể cái bóp thì không có giá trị, nhưng mà cái kiến xe mất hết mấy trăm, cái người tài xế người chủ xe là phải thay thay cái đó. Không lẽ bây giờ mình là người đi trong xe cái được bao nhiêu người đền tế nhị mà đưa tiền để mà đền chiếc xe đâu các bạn, thấy không? Đó là xe anh chịu sao đa số là vậy, được bao nhiêu người tế nhị đó đâu, các bạn hiểu không? Cho nên cái gì em dìm qua đây á, mình tốt nhất mình đừng có để những cái gì mình nó, tuy rằng mình thấy nó không giá trị, nhưng mà cái thằng cướp đó nó thấy có cái vỏ thôi à, nó đâu biết vô có trong đó có gì, nhiều khi có mấy tờ giấy hay này nọ nó cũng đâu biết, nó đập cái kiến tốn tiền đó, cho nên bị oan uổng. Cho nên các bạn hãy cẩn thận những cái chuyện đó khi mà mình đi xe, mình qua Mỹ du lịch, tất nhà dân ở đây cũng vậy, cũng đừng nên để gì trong xe nha. Thậm chí mấy cái tiền cắt á, nhiều khi nó mấy người ăn xin á, nó cũng thấy những cũng đập bể kiến luôn, mà cái tiền cắt có nhiêu đâu, có chừng 10 đồng 5 đồng 10 đồng vậy đó, nhưng mà bể cái kiến cả trăm bạc. Còn cái kiến này là mắc tiền nhất, cái kiến trước cái kiến sau này là mắc tiền nhất, còn hai cái kiến mà bên hông á, thì nó rẻ hơn chừng trăm hái ngoài thôi. Thì đó là cái tin em muốn chia sẻ cho các bạn biết nha. Và sau đây thì có một cái tin còn bức xúc hơn nữa. Có một cái bài báo đăng tin rất là giật gân luôn á các bạn. Nói là Việt Hương bị công an mời lên điều tra đó các bạn, về những cái nguồn sản phẩm mà mỹ phẩm gì là giả mạo gì đó, sản phẩm không được tốt đó. Thì đây là mỹ phẩm của nghệ sĩ Việt Hương sản xuất không rõ nguồn gốc, bị phạt và hàng loạt nghi vấn, cần làm rõ. Những cái tin thông tin giả không gian mạng bây giờ họ đưa tin giả rất là nhiều các bạn. Thì họ lấy những cái hình, mà cái này là cũng có cái bài báo, nhất là những cái bài báo gì mà những cái tin gì mà có chữ 24 giờ hay là 48 giờ đó rất là nguy hiểm các bạn, nhất là tin nhanh, tin nóng, tin hỏi gì đó, hay là báo tin mới gì đó, những cái đó họ hay bịa chuyện lắm, cho nên phải cẩn thận về cái nguồn tin mà mình thấy được. Thì chẳng hạn như có cái bài này đây, là họ để là cơ quan chức năng kiểm tra kho mỹ phẩm của nghệ sĩ Việt Hương, té ra là serum thần thánh là không nguồn gốc, hóa ra lâu nay người hâm mộ bị lừa đó. Các bạn thấy chưa, họ những cái người này đó, những cái người mà đăng cái bài này đó, cái thứ nhất là họ gan tất ở, cái thứ hai là họ, nếu như mà người quen biết á, họ đăng bỏ tiền họ đăng những tờ bài báo này, tức là những người mà gan tất ở, còn không thôi là những cái bài báo hay là những cái kênh YouTube bịa chuyện để mà câu view, để mà hại đi cái uy tín của người khác. Thì trong hôm qua thì chị Việt Hương đã bức xúc về cái việc mà đăng hình tải mà dùng cái hình mà đám ma đó các bạn. Thì chị đã bức xúc rồi, hôm nay chị lại bức xúc thêm một lần nữa, đúng là tháng cô hồn thiệt. Chị lại bức xúc về những cái hình ảnh mà chị đóng phim cách đây hơn 10 năm rồi, bị công an bắt mờ lên cách đây hơn 10 năm rồi, chị đóng phim đó các bạn. Thì bây giờ họ lấy những cái hình đó ra, họ nói là chị Việt Hương bị bắt. Hả? Bị bắt đó các bạn. Thì phải nói là cái tin tức bây giờ nó rất là nguy hiểm, không gian mạng bây giờ rất là nguy hiểm. Thì mấy bài mới đáp đó, thì bây giờ em sẽ đọc cái bài mà tức giận của chị Việt Hương nha. Đây nè các bạn, tớ nữa tháng kiếm chuyện nay tớ công an luôn, nếu muốn coi hình cưới nha, em là diễn viên nên diễn vai gì cũng được hết, bị bắt hay bắt người là em luôn, là em luôn nha. Tất cả hình ảnh đều giả tạo, cắt ghép hình ảnh kho bãi cũng của ai đâu, ghép tào lao gây ảnh hưởng uy tín của Hương, mình làm chờ thấy nha. Đã nhờ pháp luật nhưng phải có thời gian thu thập bằng chứng, và các trang fake này đều do cá nhân tự lập nên cần thời gian nha. Wow, là tất là đó nha. Xin gửi đến quý khách hàng, những người đã yêu thương, ủng hộ và tin tưởng Hương cũng như sản phẩm là mỹ phẩm Hương Thị, gần đây nhiều trang mạng, trang Facebook bẩn, không phải báo chí chính thống, cắt ghép hình ảnh Hương đóng phim Hai Người Cha từ năm 2013, cách đây gần 10 năm rồi, và đăng tin về sản phẩm của Hương Thị không rõ nguồn gốc đang bị cơ quan chức năng bắt là hoàn toàn bịa đặt, nhằm mục đích câu view, câu like, và xa hơn có thể là một hình thức dơ bẩn nào đó nhằm hạ uy tín của Hương. Tất cả những sản phẩm Hương Thị đang bán trên thị trường đều được sản xuất đúng tiêu chuẩn của Hiệp định ASEAN về mỹ phẩm và các phụ lục kèm theo.
đảm bảo có đầy đủ giấy công bố sản phẩm được Sở Y tế thẩm định và phê duyệt. Thậm chí các sản phẩm của Hương Thị còn có giấy phân tích do Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phân tích, kiểm tra và đảm bảo tính an toàn của sản phẩm. Mong rằng quý khách hàng Hương Thị cũng như những người thương yêu Hương không hoang mang vì những nguồn tin cắt ghép bịa đặt và yên tâm hơn về những sản phẩm mỹ phẩm Hương Thị. Còn những người đưa tin hoặc lan truyền thông tin bịa đặt sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân hoặc tổ chức sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đó, các bạn thấy là họ đi đăng như vậy nè. Giống như nãy em có đọc rồi đó. Và những cái này đó là những cái bộ phim này đóng khoảng 10 năm về trước rồi, 9-10 năm về trước rồi nha các bạn. Đó. Cháy nhà lồi mặt chuột ra rồi, nóng cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra kho mỹ phẩm. Đó, các bạn thấy chưa? Chà, công an đang vào cuộc. Đó. Những cái tin dịch bây giờ nó rất là nhiều. Và giống như hồi nãy em nói đó, cũng có thể là những người mà làm ăn, hoặc là những người mà cạnh tranh với chị Việt Hương, những người cạnh tranh với chị Việt Hương đó, gan tức ở hoặc cái gì đó, thì đã có thể là một cách cá nhân hay là cái gì đó đã mướn những cái bài báo này, hoặc là những cái bài báo này tự đăng để mà câu view, thì cái đó thì mình không có biết được nha các bạn. Nhưng nói tới chị Việt Hương á, thì em mới nhớ có một cái bài. À, để em coi. À, cái bài mà cũng có người cũng nói chị Việt Hương là khóc giả rồi. À, đây. À, ok, có một cái bài này đây. Thì em muốn cho các bạn xem, sau đám tang chị hai thấy Việt Hương nó khóc xạo quá. Thì các bạn thấy đó, chị Việt Hương là người mà đã đưa cái hũ cho và đã chạy vào cái lò thiêu lo giấy tờ cho chị Phi Nhung để mà chị Phi Nhung được đưa cái xác về Mỹ ha, đưa cái xác về Mỹ đó. Thì trong khi mình làm giấy tờ đưa xác thì bên kia không chấp nhận, thì cái xác lại đẩy đi thiêu. Và khi mà vừa thiêu xong vừa lấy được hũ cho là chị Việt Hương chạy lên phía trường để mà đưa chị Phi Nhung về đến Mỹ. Một cái công ơn đó rất là lớn lao, không có cảm ơn được, không biết làm sao cảm ơn cho đủ. Nhưng cái người này nè các bạn lại nói rằng là chị Việt Hương khóc xạo quá. Sau đám tang chị hai thấy Việt Hương khóc, nó khóc xạo quá. Thì các bạn thấy đó, dùng cái chữ chị hai là em biết rằng, và biết luôn rõ luôn người này là ai nữa, là cái người này là phải nói là quen, rất thân với lại chị Phi Nhung, nhưng mà lại đi nói chị Việt Hương là khóc xạo này nọ. Đó, em xin được che cái mặt, cái hình avatar lại, cho em đưa cái hình avatar là các bạn biết là ai liền. Thì các bạn cũng thấy đó, cho nên cả chị Việt Hương làm cái tốt cho chị Phi Nhung như vậy đó, mà cũng bị người trên cái người mà quen của chị Phi Nhung nói rằng là chị Việt Hương khóc xạo, giả dối đó các bạn. Thì các bạn thấy đó, là cho nên cái gì cũng vậy, người ta cũng có ghen ăn tức ở. Và cái người mà nói chị Việt Hương giả dối khóc xạo này đó là một người đàn bà nha các bạn. Và nói chung là em mà nói ra cái là các bạn biết là ai liền. Nhưng mà thôi, cái đó là cái chuyện riêng tư của họ. Cho nên các bạn cũng thấy đó, chị Việt Hương bỏ công sức làm giấy tờ để đưa, thậm chí tốn cả tiền để mà mua một cái ghế thương gia để mà để cái hũ cho của chị Phi Nhung không, để ngồi riêng một cái ghế đó. Cái ghế mà thương gia đó là đâu phải rẻ đâu các bạn. Thì các bạn thấy đi, chị Việt Hương tốt đến nỗi như vậy đó, nhưng mà đưa chị Phi Nhung về đó, đưa hũ cho về đó, thì tới đây rồi đó mà chị khóc trong cái đám ma như vậy, mà cũng có người nói rằng là chị Việt Hương khóc xạo nữa các bạn. Mà cái người, thí dụ người ngoài nói mình không nói gì, nhưng mà cái người này là cái người quen biết chị Phi Nhung, đã từng sát cánh với chị Phi Nhung nữa các bạn. Thì các bạn nghĩ sao? Cho nên cái chuyện này á, em không có muốn bàn tới nữa. Thì em chỉ nói như vậy thôi, em nói tên là các bạn biết ai liền. Nhưng mà thấy thậm tệ quá. Cho nên những cái gì á,
mà nhiều khi người ta đăng, nhiều khi những cái người mà ghen ăn tức ở hay là gì các bạn, thấy chị Việt Hương làm ăn ngon quá cho nên đã đánh, có thể là bỏ tiền ra không đăng những bài báo lá cải hay báo gì đó. Bây giờ các bạn biết mà, báo mình bỏ tiền ra mình đăng vẫn còn được đó, các bạn thấy đó. Cho nên á, không muốn nhắc tới cái chuyện này nữa, nhưng mà nhắc tới chị Việt Hương mà bị này bị nọ cho nên em mới nhớ chực tới. Mà chị Việt Hương giúp chị Phi Nhung cỡ nào mà cũng còn bị chửi là khóc giả xạo đó, các bạn thấy rồi. Mà cái người chửi không phải là người ngoài nữa nha, đó em nhắc lại như vậy thôi. Thì các bạn tự hiểu nha, ai mà có đã theo dõi á thì mới biết em nói cái người mà nói cái câu này là ai. Ok, thì cho nên cái cuộc đời này đó là mình làm tốt biết bao nhiêu chuyện, cũng mình tốt lắm, mình giỏi lắm thì cũng có người ghen ăn tức ở. Mình nghèo người ta còn chửi mà nói làm chi là mình giỏi, thấy không? Mình nghèo bị người ta sỉ bán, mình giàu bị những người cạnh tranh người ta chửi, người ta đâm thọt, thấy không? Mình có tài mình cũng bị đâm thọt, bất cứ chuyện gì trong xã hội này cũng bị đâm thọt. Thì các bạn cũng thấy đấy, gần đây nhất đó là hai cái chùa Giác Ngộ và chùa Ba Vàng cũng đâm thọt lẫn nhau đó. Bên kia đó làm khất thực, người ta cho tiền quá trời, cái bên ông Nhật Từ thì ông cũng nói là cái này không đúng theo thủ tục, không đúng gì đó, giờ bên kia mới đánh qua đánh lại. À, các bạn thấy không, chùa người ta còn làm như vậy mà hốn chi là người đời. Nhưng dù sao đi nữa, trước khi mình phê bán những cái chuyện nào đó hay ai đó thì mình phải suy nghĩ rằng người ta có công với cái người thân của mình hay là người mình quen biết hay không. À, còn người ngoài thì họ đâu có biết cái gì đâu mà họ nói, họ cái miệng lưỡi của người ngoài họ nói sao không được á. Còn cái người mà mình quen biết á thì mình phải cẩn thận cái lời nói, cẩn thận nha. Thì em chỉ nói vậy thôi thì phải hiểu rồi đó. Ok, thì đó là về cái thông tin của chị Việt Hương và chị Phi Nhung, cũng như một cái thông tin mà em chia sẻ đó là cảnh sát để ấy đó các bạn, cảnh sát đã cảnh cáo về những cái chuyện sự việc đó đó, về cái sự việc mà mình đổ đồ trong xe rồi mình và mình đi ngân hàng mình phải cẩn thận nha. Thì bây giờ cái gì nó cũng có hết, thạch xanh thì ít, lý thông thì nhiều, tà thì bao la, chánh thì không có bao nhiêu. Cho nên cái câu đó em tự chế đó các bạn, tà thì bao la, chánh thì không có bao nhiêu, em tự chế vậy đó. Ok, cái ngày hôm qua thì em cũng có đi chùa ở em cũng cảm ơn các chị, cái cô khán giả này. Hôm qua em đi chùa Tôn Thắng để dự lễ Vu Lan đó các bạn. Thì lúc đó đó là bữa trưa thì em cũng đang ngồi gì nè, cái em cũng đeo khẩu trang phải không, em đeo khẩu trang, cái em đưa cái mặt em đưa nhìn vô vách tường á, chứ không phải là đưa cái mặt nhìn ra ngoài kia đâu, đưa mặt nhìn vô vách tường mà cũng làm em edit những cái video của em đó. Thì em thấy em ngồi không vậy đó, cái có một cô khán giả cô tới, cô đem đồ ăn tới cho em. Thì cô cũng nói trời ơi, cô cũng có coi em trên YouTube nữa đó, thì ra là khán giả yêu mến em đeo khẩu trang mà khán giả còn nhìn ra nữa, cho nên em cũng rất là cảm ơn cái sự việc của cô, cũng như những khán giả đã nhìn ra em. Thì người ta coi mình thường xuyên, người ta mến mộ mình, người ta mình đeo khẩu trang người ta mới nhìn ra, chứ có nhiều người đeo khẩu trang ra đường cũng đâu nhìn ra đó các bạn. Cho nên nói chung là một lần nữa cũng rất cảm ơn, cảm kích những cái chuyện đó đã yêu thương đến em. Thì những cái chuyện mà người ta bây giờ mình nói với những chuyện công kích trên mạng hay này nọ đó các bạn, nó xảy ra rất là nhiều ha. Chị Việt Hương cũng bị công kích nè, rồi chị Phi Nhung lúc còn sống cũng bị công kích nè, mình làm điều tốt gì cũng bị người ta công kích hết. Và bây giờ mình sang qua cái chuyện mà bên những người mà yêu thương thiền em hay là binh vực thiền em hay là cái gì đi, cũng bị công kích, các luật sư bị công kích nặng nề luôn. Mấy bài đáp, mấy bài bự á. Wow, lại là giờ nhắc tới chị Phi Nhung bên xong là Korean Airlines xuống nữa kìa các bạn. Chiếc đó là chiếc Korean Airlines, là cái chiếc mà chị Việt Hương cái đã đưa chị Phi Nhung trên máy bay về đó các bạn, là chiếc Korean Airlines đó các bạn. Korean Airlines nó bự lắm. Thì bây giờ mình trở lại cái chuyện mà của Thiền Am đây nè. Thì tất cả từ lúc mà sau cái thời điểm mà 50 công đồ đó các bạn, thì rất nhiều người đã binh Thiền Am, và những người nào binh Thiền Am mà binh mà có tiếng nói mạnh mẽ đó nha đều bị công kích cả. Thì cái này là một cái phải nói là một cái chiến lược trên không gian mạng, ai mà binh Thiền Am đều bị tấn công.
Trước tiên hết á là họ mua chuột, mua chuột nha các bạn. À, em có những cái đoạn mà ghi âm mà những người mà bị mua chuột đó, à, họ nhận là bên ông Thắng đã mua chuột, bỏ tiền ra mua chuột 50 triệu, 100 triệu chẳng hạn. Em có những đoạn ghi âm đó nhưng mà em không có tiện để mà đưa lên. Thì tại vì em chưa có xin phép cái người đó, tại cái người đó báo lại cho em mà, báo lại cho em cho nên em không có tiện để mà đưa lên. Khi mà đưa lên thì phải xin phép. Thì nói chung là bị mua chuột nè, chửi binh vực thì em có cái tiếng nói thì bị mua chuột, không mua chuột không được thì tới nhà gõ cửa, tới nhà kiếm chuyện. Thì từ trước tới giờ đó nhiều, rất là nhiều người đã bị kiếm chuyện, tới gõ cửa hù hăm dọa, thậm chí là chém luôn. Thì bây giờ tới khuyên những người mà luật sư họ binh vực cho Thiền Am, mà là luật sư cũng bị công kích, cũng có người tới nhưng mà chưa có phá. Chỉ có một kỳ là đã trước tòa án vào ngày 20 tháng 7, phiên tòa vừa rồi đó bạn. Thì có một cô đi chung với nhóm luật sư đã bị anh Peter tát bụp. À, đó là cũng là một những cái hành vi công kích. Nhưng mà cái hành vi đó không biết bên phía của cái cô mà bị tát có kiện cái ai, cái người này hay không. Nhưng mà kiện rồi không biết có được xử lý hay không. Thì các bạn cũng thấy những người nào mà binh vực đều bị xử hết các bạn. Thì những người mà tới phá Thiền Am này, chẳng hạn như cái hôm qua em có đăng một cái video clip ngắn ở trên cái Facebook của em đó, Facebook là Lộc Lê Vlog đó các bạn. Thì cái đoạn video ngắn này đó là một anh cầm một cái dao khoai hay là cái mã đó các bạn, dài vậy nè, cầm tới chém Thiền Am, chém. Mà lỡ như tại cô Cúc cũng nghe chém xong rồi cổ đi cái cửa bên hông kia, cổ ra cổ nhìn cái xong rồi đó, cái anh đó chạy tới, à, nếu như mà cô Cúc mà đứng ở đó không chừng bị chém luôn á các bạn. Các bạn nghĩ coi, những cái này là cái hành vi phá hại tài sản người khác, và những là cũng là một thành phần rất là nguy hiểm. Ở Mỹ là người này là bị đi tù rồi nha các bạn, bị bắt liền. Thì ở Việt Nam không hiểu tại sao mà những cái người phá đó, những người mà cho xe tông vào và những người tới thắp những cái cây nhang có chuối được cho nó trên trước cửa nhà để mà chùa, trước cửa tỉnh thất á các bạn, trước cửa Thiền Am á, để mà chùa ẻo này nọ, thì không có ai bị cái gì hết. Và thậm chí ông Thắng có cho người gắn cái camera để quan sát trước cửa Thiền Am nữa, mà cái đó là xúc phạm đời riêng tư của người ta rồi các bạn. Như vậy mà cũng không ai làm cái gì cả. Nhưng mà nếu như mà những người mà tới quậy phá đó thì đều có camera của ông Thắng chiếu lại hết, nhưng mà tại sao không có chích những cái đó ra, thấy không? Và có một số người lúc mà có một thời điểm của Phan Kazen cũng tới đó quậy và cũng đi chung một chiếc xe tới đó. Và có một anh tên là Châu Tinh Tinh cũng thừa nhận rằng nếu mà tới đánh lũ chọc đó tôi cũng tới đánh đó. Những người như đó đã thừa nhận những cái giới đó. Như vậy mà không có sao cả, các bạn thấy không? Mà những người binh vực Thiền Am lại bị công kích. Chẳng hạn như em nè, lúc trước em bị công kích, em bị nó chửi, là nó ghép cái hình em vào, nó chửi em, rồi nó nói em gian lận cờ bạc vậy đó. Các bạn nghĩ coi, ở Mỹ mà gian lận cờ bạc ở tù không? Tù sống tù, nói chuyện mà không biết. Rồi nói em á là giả bệnh để mà xin tiền bệnh của Mỹ. Trời ơi, bộ Mỹ nó ngu lắm sao đi xin tiền bệnh. Muốn xin tiền bệnh là phải có giấy chứng của bác sĩ, mà bác sĩ đó mà chứng sai đó là bác sĩ đó bị dẹp luôn cái bằng bác sĩ đó, chứ đừng có giỡn mà đi giả bệnh mà đi ăn tiền bệnh. Hả? Các bạn thấy chưa? Tụi nó hả? Nó nói chuyện sắp mặt luôn. Nói chuyện phải nói là muốn nói cái gì thì nói. Đó. Rồi tùm lum hết. Nhưng tụi nó lúc trước đó là nó công kích những người nào mà nói chung có tiếng nói, và những người nào mà đem lợi nhuận, đem tiền tới cho Thiền Am, họ đều công kích cả. Chẳng hạn như những người mà Mạnh Thường Quân nè, bị công kích, bị chửi, rồi bị gài nữa các bạn. Rồi họ làm bộ theo vụ, họ xin cái điện thoại, họ xin chiếc xe, rồi cuối cùng họ bán để làm gì, cờ bạc hay gì đó, cái đó chuyện của họ. Nhưng mà những người đó đều sau này quay xe lại chửi Thiền Am tùm lum hết. Các bạn thấy không? Họ đã lợi dụng những người Mạnh Thường Quân và để cho họ tiền, mà cho tiền để mà được chửi nữa các bạn, chửi người ta mà được tiền nữa, các bạn thấy không? Và các bạn cũng biết đó, là những cái sự việc này đó là xảy ra 3 năm rồi. Coi như là tháng 10 này là đúng 3 năm đó các bạn. Thì bây giờ là mình tháng 8 rồi, sắp sửa tháng 10 là đúng 3 năm rồi đó. Cho nên các bạn thấy đó, là những người mà binh vực, những người mà có tiếng nói giúp đỡ cho Thiền Am đều bị công kích. Thì ở ngoài Nha Trang cũng có anh tên là YouTuber, cũng tên là Toán Trần, thì cũng bị công kích, bị anh Đức gì đó, Trần Văn Đức gì đó kiện. Bị lúc đầu là bị tù 6 tháng, xong rồi sau đó lên phúc thẩm được xử ra là 12 tháng tù treo. Thế cũng đỡ đi, thấy không? Cũng đỡ thấy chưa? Cho nên các bạn thấy đó là
là những người nào mà binh vực đó là họ tìm cách đủ thứ cách để mà chà đạp những cái người binh vực đó, họ hạ uy tín những cái người binh vực đó. Chẳng hạn như em cũng bị nè, em bị nói là người ta gọi em, cái bên đó nó gọi em là lọc lừa hay gì đó các bạn, thấy không? Mà trong khi đó mà họ có biết gì cái về em đâu mà nói. Nào là Minh Tùng nói em á là cái gì vô cờ bạc, đánh gian lận cờ bạc, trời ơi gian lận cờ bạc mà còn ngồi ở đây này nói chuyện, các bạn thấy không? Tụi nó không có kiến thức. Cho nên cả luật sư đó, lúc đầu là luật sư Luân, Lê Ngọc Luân đã là luật sư của Thiền Am, lúc đầu trước đó là luật sư Mai Tiến Lực, xong rồi luật sư Luân, rồi các bạn á, những người đó đều bị áp lực hết cho nên đã rút lui. Và bây giờ tới 5 vị luật sư của Thiền Am, đó là 5 vị luật sư chết cha rồi, tự nhiên quên tên rồi, anh luật sư Đào Kim Lân, luật sư Trần gì Miến á, luật sư Miến, luật sư Mạnh, luật sư Hoàng Anh, rồi luật sư Đặng gì đó. Nói chung là 5 vị luật sư thì đã binh vực thì cũng bị tấn công luôn các bạn. Và bị bên tụi YouTuber này làm bộ tớ nói quay kiếm được Diễm My rồi tùm lum tà la hết. Cho nên các bạn thấy đó là cái chiến lược ở trên mạng này đó là gì? Là đánh tâm lý của cái người mà nghe cho họ hiểu sai về cái sự thật. Các bạn thấy không? Chị Việt Hương bị người ta lấy cái hình mà đóng phim bị công an mờ này nọ đó, thì cắt ghép vô nói là Việt Hương là bị công an tới xét xử này nọ. Nhiều thứ lắm, các bạn thấy á. Rồi bên phía luật sư thì bị mấy tên YouTuber hiện tại vô chửi nó là thằng này thằng nọ. Thử hỏi coi, họ có trình độ giống như luật sư không mà đi chửi người ta? Trước khi mình chửi người ta, mình phải nhìn lại mình có bằng trình độ người ta hay không mà để mình đi chửi, đúng không? Chứ bây giờ mình đi chửi người ta mà chưa trong khi đó mình nó trả lại cái gì á, trong đó mình cũng bị án treo nè, án treo tông chết người ta, giờ đổ thừa này nọ, giờ tới năn nỉ nhà người khác để rút đơn này nọ, mình đi chửi người khác, mình cũng là một thằng tội nhân thôi, mình đi chửi người khác á. Các bạn thấy rồi đó. Cho nên bây giờ đó trên cái giang hồ mạng á, trên cái giang hồ mạng không gian mạng á, là có một nhóm tổ chức thì các bạn thấy đó là họ đã sắp xếp hết rồi. Thì có một cái đoạn video lúc trước em cũng có cho xem rồi, nhưng mà giờ em cho xem lại cái đoạn video này đó, là họ đi chung với nhau hết. Đi chung với nhau hết các bạn, một đám YouTuber và có ông Thắng rồi có thằng luật sư gì nữa đó, nói chung là người nhà ông Thắng nữa đó, đi chung với nhau với cả ông Thiện Đạt nữa. Nếu như không phải là cấu kết với nhau từ xưa tới giờ thì tại sao mà thân thiết như vậy? Nếu như họ không phải là một cái tổ chức để mà đánh hạ đi, dẹp đi Thiền Am, nhưng mà đến bây giờ luật sư cũng đang thắc mắc tại sao những người này lại thích công kích Thiền Am, thích công kích những người binh vực Thiền Am và thích công kích luật sư của Thiền Am đó. Thì bây giờ có một cái đoạn video này em cho các bạn xem lại là họ đã đi chung với nhau như thế nào nhé. Là đi chung với nhau vào tháng 12 năm 2021, khoảng đầu 2-3 tuần trước khi mà Thiền Am bị bắt. Và trước khi bị bắt đó là họ đã dàn dựng, theo lời luật sư đó, họ đã dàn dựng 100 triệu là ông Phúc gì đó, để mà nói là ông Lê Thanh Nhất Nguyên, tức là thầy Lê Thanh Nhất, là thầy Nhất Nguyên đó, lừa đảo 100 triệu. Nhưng mà đến nay thì trong hồ sơ giảng thì không có cái đó. Thì bây giờ em cho các bạn xem cái đoạn video mà họ đi chung với nhau vào tháng 12 nha, giữa tháng 12 đây. Đó là Lê Thâm Minh Tùng đó các bạn. Nè, ông Thắng đó. Đó, và rất là nhiều nữa. Nhưng mà họ đã đi đâu? Đây là ông Thiện Đạt đây các bạn. Ông Thiện Đạt này đã từng đầu, sau vụ 50 công đồ, ông ta đã vào Thiền Am để mà bỏ tiền xây cái chánh điện, và sau đó để điều tra gì đó, sau đó quay qua cắn. Đây là cái người này là người tác bạn của luật sư đó các bạn, là Peter. Và cái người đó tức là ông Vũ, luật sư Vũ đang đi show đó, không biết đi làm gì, chắc đi tiểu đó, cái đó không biết. Và đây là ông Thuận. Nói chung là một nhóm của họ thân thiết với nhau, đi chung với nhau. Họ có một cái nhóm để mà đưa lên. Những cái người đó là người nhà của ông Thắng đó các bạn. Người đó là ông tóc bạc đó là lúc ra tòa cũng có. Còn anh này rất là quen mặt phải không? Đó, các bạn thấy rồi đó. Thì họ đi chung với nhau. Không biết này đi đâu nữa, cái cảnh đẹp quá, chắc bố về cũng đi ra cái cảnh này đứng quay phim chơi á. Và cái người đặc biệt nhất là người đang ngồi trong xe, một người đàn bà này rất là đặc biệt nha các bạn. Các bạn chờ tí đây. Đó chính là người đàn bà này đây, là ủa sao quen quá vậy? Có phải Tư Còn Muối không vậy các bạn? Các bạn cho em biết nha, có phải Tư Còn Muối không nha. Đó, những người này đó đã đi chung với nhau. Đó.
Thấy không? Để đi chung với nhau. Còn cái cô này nữa, cũng càng cũng quen lắm, nhưng mà không biết ha, những người này rất là quen mặt luôn. Rất là quen mặt luôn các bạn. Cào biển đẹp quá, không biết có phải là biển ngoài Nha Trang hay gì không, không biết. Đó, ông Thiện Đạt đứng đó, các bạn thấy không? Đó, đứng một đống luôn. Nè, bây giờ tới khuyên ông Vũ này nha các bạn, coi đây. Chờ tí này nó quay bụng ông Thắng, chứ ông Thắng uống bia nhiều quá hay sao nên bụng bự cái đó không biết. Đó. Đó, ông Vũ đứng kế bên đó, thấy chưa? Đó, đó ông Vũ đó. Đó, luật sư đi chung với lại những người này các bạn. Đó, ông luật sư Vũ đây nè. Thấy không? Đó. Các bạn xem đây nha, đó ông Vũ đó các bạn. Đó, 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 thấy chưa? Những người này còn cũng vui lắm, thích dép tổ ong hay sao đó, mang dép tổ ong. Đó, dép tổ ong đó các bạn. Em cũng khoái dép tổ ong lắm. Nhà em có cả chục đôi dép tổ ong kìa. Đó, dép tổ ong đàng hoàng thấy không? Người này mang dài đàng hoàng. Đó, dài dài lịch sự ông Vũ với ai, hôm nay ông Thắng. Ông Thắng mang dài Nike đàng hoàng đó. Đó, dài dép đó đó, đầy y sale hết. Nó mà quay mấy bằng chân chi trời. Đó các bạn thấy đó là những người này đó đã quen nhau từ thờ nào rồi. Mình đâu có biết được, thấy không? Thì họ đã cấu kết với nhau như vậy đó. Thì các bạn nghĩ xem, nếu như họ không cấu kết với nhau, tại sao họ rất là thân mật với nhau vậy? Và còn thêm một nhóm nữa nha các bạn. Một nhóm nữa nhưng mà chắc có lẽ là họ không có đi chung cho nên lên đây. Nhưng mà các bạn biết đó, một cái sự dàn dựng mà trước mặt mà các bạn nhìn thấy được đó, mà thấy được đó, đó chính là cái ngày mà cách ly. Tháng 7 ngày 25 tây năm 2020 cách ly Thiền Am. Tại sao mà chính quyền đi cách ly Thiền Am mà các YouTuber lại biết trước? Đó, có một tên gọi là Hoàng Giang đã đi đến đó trước một ngày, tức là ngày 24 tây tháng 7 đó, là hắn ta đã bắt chiếc xe đi đò hay xe bus hay xe gì đó không biết, đi lên tới Long An để mà dự cái ngày phiên, có ngày hoang mang nghiên tòm là cái ngày mà cách ly. Đó, các bạn thấy chưa? Mà ngày cách ly đó đó lại đưa chó nghiệp vụ vào xét trong Thiền Am nữa. Không biết đưa chó nghiệp vụ vào xét vào cái gì. Diễm My đâu có đó đâu. Chính miệng ông Thắng cũng nói là Diễm My không có đó. Thấy không? Tại vì sao? Mà lúc đó là có ông Thắng ở đó nữa. Rồi có người nói rằng ô, các đồ ăn này cho các ông công an ăn nữa. Có chuẩn bị đồ ăn sẵn luôn. Có chuẩn bị những chiếc xe để mà chở Thiền Am đi vào cách ly luôn các bạn. Và cái này đó là phải là cái sự sắp đặt hay không? Và tại sao? Và những cái người bên YouTuber lại mặc áo xanh giả dạng vô bên trong đó để mà hỏi với những cái bé. Thấy không? Để em coi cái khúc đó đâu. Cái khúc mà họ nói là vô hỏi các bé mà các bé không trả lời đó các bạn. Ủa tại sao họ vô được? Không phải là sự sắp xếp chứ là cái gì? Để em coi coi. Thiền Am cách ly. Cái này đúng không? Chắc cái này quá. Để em coi nghe lại coi. Có phải này không nha? Đây nè. Đó các bạn nghe không? Tụi nó bóng luyện, tụi nó nít hay sao mà tụi em hỏi nó không trả lời. Đó. Ủa tại sao mấy người YouTuber này lượt vô trong đó mặc áo xanh vào trong đó để mà đi phỏng vấn mấy đứa bé làm gì? Các bạn nghe kỹ lại nha. Đó các bạn nghe đó. Ủa mà tại sao mà Thiền Am đi cách ly được lấy máu mà những người này là biết trước luôn các bạn? Rồi nói là lấy máu để làm gì, để xử cái tội loạn luân lừa đảo. Nhưng mà tới cuối cùng họ đâu có xử loạn luân lừa đảo mà là họ xử điều 331. Đó là xuyên tạc Đức Phật và gì lợi dụng tổ chức nhà nước gì đó các bạn. Nên các bạn thấy không? Họ đã gian dựng hết rồi. Cho nên các bạn thấy là Thiền Am là phải nói là đã đụng vào một cái thế lực nào đó bên họ, là bị họ ghét đến nỗi mà bất cứ cái gì họ cũng bịa chuyện ra nói được. Kể cả mấy cô mà xách cái đồ mà đi ra ngoài thôi đó, là họ cũng nói là ô bỏ trốn kìa, ô bỏ trốn kìa. Các bạn thấy đó. Thôi em chỉ nói tới đó thôi, bây giờ em phải về rồi. Đi về mua đồ ăn cho mấy đứa nhỏ nó, bây giờ chạy về dưới cũng hơn 40 phút mới về tới nhà. Thôi em cũng xin cảm ơn các bạn nha.
và đã yêu thương em trong suốt thời gian qua, nhớ bấm like, bấm share và đặc biệt nhớ là đăng ký để ủng hộ em nha. Em xin hẹn các bạn trong những video clip kế tiếp. Xin hẹn các bạn vào các clip vào ngày mai. Bye bye, em đi đây. Chúc các bạn một ngày đầu tuần thật là hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình của mình. Đi làm thiệt là khỏe nha. Và chúc các bạn ở bên Mỹ một ngày Chủ nhật thật là đồng ấm. Xin hẹn các bạn trong những video clip kế tiếp. Bye bye.